Sớm vậy? Tôi biểu ra là ra. Ra. Ra ra ra. Ôi trời. Khỏe quá. Tung tăng. Hết cho ở trọng thì thôi, ra là tung tăng à. Đi. Đi. Xuống đầu làng. Mua một chục trứng này đi cho tôi. Ra đi liền. Xuống đầu làng mua chục trứng. Đi mà. Đi mà. Đi đâu á? Đi xuống đầu làng. Làm gì? Mua chục trứng. Lấy gì mua? À quên ha. Chưa lấy tiền. Chưa có đưa tiền. Hết thả ra là tung tăng
đi với đàng hoàng nghe chưa. Tiền nè, mua một chục trứng về liền nghe chưa. Nguyên đóng tiền này mua chục trứng à? Không có được la cà nghe chưa, không có đáy dế, không có thả diều nghe chưa. Rồi nhớ rồi, đấy rồi. Ê, mua chục trứng không đáy dế, không thả diều. Kêu đi, nó chạy vòng vòng qua vậy đi. Về liền nghe chưa, trời là chết với tôi á. Trời ơi, chị. Vì sao chị tàn nhẫn vậy, chị nhốt con chị vô cái lu vậy. Cái gì, cô mới nói gì, hả? Tôi nói chị tàn nhẫn nhốt con vô lu. Nè nhé, ăn nói giữa lời nhé. Nghĩ sao nói đây là con tôi, đây là chồng tôi đó, biết chưa, chồng tôi đó, sao nói con tôi. Trời ơi, chồng á hả? Ừ á. Trời ơi, chồng sao giống con vậy? Hả? Sao giống hả? Thế thấy là cái chuyện gia đình tôi, chồng tôi nha. Đừng có xỉa xói, đừng có nhiều chuyện. Ủa mà ngộ, ủa hình như tôi cô không quen, ủa sao tự nhiên đâu xuất hiện trong nhà tôi rồi người nói là chồng rồi nói con là sao vậy? Trời ơi, sao chị nói kỳ vậy? Em với chị là họ hàng nè. Trời ơi, má nói là gia đình chị khó khăn lắm, khổ sở lắm. Trời, chị đói khổ lắm nên em xuống đây em giúp đỡ chị nè. Nín nha, sao nín nha. Gia đình tôi sao khó khăn, gia đình tôi sao đói khổ. Trời ơi, thấy ăn mặc gì không? Trời ơi, ăn mặc sang trọng gì mà đói khổ à? Ăn mặc sang trọng gì mà nghèo à? Nhìn đi. Chị ơi, mình là dòng họ với nhau có cái gì đâu mà chị tự ái sĩ diện. Cái gì chị cái nghèo gì? Quá thì chị nói chị nghèo. Trời ơi, chị tiền nè. Trời ơi, tôi không có ăn xin nha. Nhà tôi giàu có sang trọng nha, tôi không có xin nha. Tự nhiên đem tiền tới cho tôi là cái gì? Trời ơi, có người tôi lịch sự quá mà, tôi đẹp quá mà, thấy không? Trời ơi, có người tôi tròn trịa nè, có người tôi đẹp gì nè, có người tôi phốt phát gì nè, có người gì nè, mà sao mà nghèo được, cái tướng gì mà sao mà nghèo được, mà cho đẹp của em hả? Nhưng mà má nói chị nghèo thôi, bây giờ chị nghèo hay giàu gì em cũng cho chị tiền hết á. Nít. Dạ. Cô biết tôi tên gì không? Dạ Lài. Ờ. Hả? Lời chị Lài. Tự nhiên sớm sát vô nhà ta, chị ơi chị, người ta hỏi tên của nó, ta tên Lài. Dạ. Tóm lại là kiếm ai, kiếm con Lài phải không? Dạ. Con Lài, nhà ở kế bên. Đó, con đó mới nghèo đó. Dạ. Con đó là sắp sửa đi ăn xin đó. Đó mới nghèo đó. Còn đây là giàu có sang trọng lộn người rồi. Dạ. Giới thiệu, tôi không phải là Lài. Dạ. Mà tôi là Đường Mật Ngọt. Hiểu chưa? Trời ơi, chị mà ngọt đó hả? Giờ có sáng trọng đó. Vậy là em lộn rồi phải không? Trời ơi. Chị Ngọt. Ủa? Ôi mèn ơi, chị đi mà nãy giờ tôi kiếm chị quá trời ơi đất luôn hả? Kiếm tao ở dưới nhà, tao bị lên rồi mày kiếm gì đâu xuống dưới kia hả? Chị qua nhà không có cái kiếm. Tao nói chồng em á, ổng đi cầu. Được con có lốc. Bự lắm nha. Bự không? Bự lớn gì nè. Bự lớn là bự hả mày? Không bôi. Lớn vậy nè. Vậy được á, vậy đó tao mới lấy á. Ông nói là đem qua cho chị nấu canh. Được rồi. Mẹ em nói đem cá không, sao chị nấu canh cho nên ghé em hái mới ra mùng tơi đem để sang nhà. Cá thì đậm trong lu. Ơi, con mày nghèo cái tốt ghê, có ơn nha. Để cho lát nữa tao nấu canh nó đồ ăn thôi, về đi. Ê. Dạ chưa có gì là được. Ừ, sao nữa? Em trong nhà đây gặp chị là có mục đích. Mục đích gì nữa? Dạ cho em xin tiền con cá. Ủa sao nó đem qua cho tao mà? Mày sao không có cái tập vậy cho không? Cho rau, còn cá em bán. Ờ, nghèo thì nói rồi, chị ơi, bữa nay chồng câu được con cá. Rồi em qua, rồi em đưa chị con cá, chị cho em chút đỉnh tiền về mua gạo nấu cháo cho mấy đứa nhỏ ăn. Nói vậy nghe được rồi phải không? Nhưng mà nè, ai là làm như là trời thương mày nha. Dạ sao vậy? Nhà mày á, có vàng á, nhà mày có vàng á. Có vàng, có tiền á. Nghe nói là phải trời đó không? Giỡn vui quá à. Giỡn vui quá. Em biết chị thương em nhiều nhưng mà em không về chị vui tính tới vậy luôn á. Nhà em gạo ăn còn có đi đâu rồi vàng. Trời chó, ông bụt. Có bụt người này không phải ông bụt mà là bà bụt ra sẽ tới cho mày vàng đó, cho mày vàng đó. Trời ơi, thời buổi này đâu có mà có tiền có bụt. Nếu mà có thì chắc có người nào đó khùng điên mà đem vàng em cho mình á. Thôi mày bình tĩnh đi, tao không biết là khùng hay điên không. Nhưng mà tao nói có là có đây. Bà bụt mà tao nói là đây, tìm Lài phải không? Giới thiệu đây Lài, đi qua bển có người cho mày vàng, có người cho mày tiền. Đây. Dạ chị em là Lài. Lài có ông cơm. Dạ em xin lỗi, em không biết chị có ở đây cho nên em lỡ lời, em nói chị khùng chị điên, chị đừng giận em nha. Đâu sao đâu, chị đứng đây nãy giờ có chút xíu bị chửi hai lần. Dạ trong đó em góp 1 lần. Dạ em xin lỗi chị. Ủa mà cho em hỏi chị là ai, chị kiếm em có chuyện gì không? Nhìn kỹ chị đi, không nhận ra chị hả? Nói chị quen, chắc bán cá cho chị phải không? Trời ơi. Sen nè, nhớ không? Sen, con gì chính. Ôi mẹ ơi, nhớ không? Ôi mẹ ơi, chị Sen. Đúng rồi, chị Sen nè. Sen đó. Ôi, bây giờ
giờ chị đẹp mà sang trọng quá trời quá đất, em nhìn không ra. Không? Ủa gì chính kêu xuống, kêu chị xuống đây thăm em hả? Đâu có đâu, má nói là gia đình chị em á nghèo khổ lắm nên chị xuống đây nè, chị giúp đỡ cho em. Thôi đi về đi, đi về nhà rồi đi nói chuyện đi chị. Đỡ ngồi đây luôn hả? Quá trời quá đất. Trời ơi, xuống nói chuyện luôn. Sao đi tự nhiên vậy? Hả? Ủa sao ngộ vậy, sao tự nhiên vậy? Cái này là nhà tôi mà. Mấy người muốn nói chuyện nó giảng thì mấy người về nhà mấy người nói chuyện chứ. Trời ơi, tự nhiên là nhà tôi này, ngồi thích nói chuyện là sao là bớt đi giùm tôi đi. Ý lộn. Thôi mình về nhà nói chuyện chị. Mệt ghê vậy. Ở đây đứng có người lạ mất công tôi nhiều chuyện đôi chứ. Trời ơi, nó nói tao nhiều chuyện chứ. Về nghe chị một cái chưa đó. Mày nghĩ sao nó tao nhiều chuyện nữa, mày nghĩ sao vậy? Ủng hộ ta. Bà con chồng họ ở đâu à, bao nhiêu năm trời không gặp. Bây giờ tự nhiên cái kiếm nó cho nó vàng cho rồi. Trời ơi, biết đâu mai mốt nó cũng giàu giống như mình thì sao ta. Ngộ. Rồi, nổi điên nữa. Nổi điên nữa. Kêu mua có chục trứng nè. Mà đi, đi cả buổi trời chưa về. Cái điệu này nè, cái điệu này là bảo đảm là đi bán bia đi ra dế nè. Trời ơi, nhẫn ơi là nhẫn. Trời ơi, chồng ơi là chồng. Dạ, mời chị uống nước. Dì Chính khỏe không chị? Khỏe. Mẹ ơi lâu quá không có lên trên trển đi thăm chị với dì Chính hết trơn đi, em quên mặt nhà mình luôn rồi đó. Em. Dạ. Nhà của em vậy mà em ở được hả? Sao chị? Thì nhà đâu có nóc đâu mà ở. Dột nát á hả? Ừ. Trời ơi, chị á ở nhà lành biết rồi chứ không biết nghe, ở nhà dột vui lắm. Vui. Thôi chị nhìn đi thấy sao, không? Sao sao? Nắng chiếu qua mấy cái lỗ dột á. Lung linh đẹp thớt luôn à. Rồi nhiều khi mà đêm ngủ á, muốn ngắm sao á, khỏi cần đi ra ngoài trời, nằm nhà cũng thấy nữa. Mà vui nhất là trời mưa chị ơi, tao nói ngoài trời mưa mà trong nhà có nước. Mà tao nói hai vợ chồng em nhà nghe không bao giờ cãi nhau được. Sao vậy, sao vậy? Mới vừa giận nhau cái thôi mà hỡi trời mưa lên cái là hai vợ chồng phải khiêng thao chạy vòng vòng hứng. Đó bởi vậy nó gần gũi nhau, không có giận nhau bao giờ hết trơn á. Em ơi, em coi em lợp lại cái mái nhà đi. Dạ. Rồi có cái chân tường kìa dựng dách lại đi. Chứ để nó lủng lỗ nó rách như vậy làm sao mấy đứa nhỏ ở được. Sao vậy? Cái gì vậy em? Sao em đang cười mà? Em cười là em cười giả bộ, cười mà trong bụng em nó thúi quá à. Trời ơi. Hay chồng cũng rầu lắm chị ơi. Không biết làm sao á, hai đứa cũng ráng mần ăn để dành tiền. Mà để hoài không có được. Nuôi con còn không đủ lấy tiền đâu mà sửa lại nhà. Nhiều đêm mà biết không, trời mưa. Hai vợ chồng biết ôm con ngồi khóc à, không biết làm sao hết. Mai á, mà có nhà chị Ngọt ở bên kia, chị cho qua bên đó trú đỡ chứ không hai vợ chồng em không biết xoay sở làm sao không? Trời, cái bà ôm thần đó mà bà cũng biết tội nghiệp người khác nữa hả? Chị đừng nói gì về chị Ngọt nghe, chị nghe được chị giận á. Không phải. Sao? Giữ là giữ cái miệng vậy thôi à, chứ trong bụng hiền khô à, tốt dữ lắm. Trời ơi, bà mà tốt hả, bà nói chuyện khó nghe. Bà là cái con người nhẫn tâm nữa, không có người phụ nữ nào mà nhốt chồng vô cái lu á. Phải đâu chị ơi, nhiều khi em thấy nhốt hơi ác thiệt nhưng mà cũng đúng á. Ảnh ham chơi thấy mồ à. Ai đời đàn ông mà suốt ngày hả, toàn á đi đá dế, thả diều, đá gà không lo làm ăn gì trơn trọi á. Vậy á hả? Thiệt. Thật ra chị nhốt chồng vậy cũng hơi quá đáng. Em là với mấy người trong xóm á, mấy bác trong xóm nói hoài à, mà không có chịu sửa. Em ơi, trời em, trời cho ra với. Bà lại nhốt chồng bà nữa rồi kìa. Không phải, chồng em. Hả? Em cũng nhốt chồng em vô cái lu nữa hả? Không phải trong lu, dưới ao á. Trời, còn ghê hơn trong lu nữa hả? Trời ơi, ai đi nhốt ảnh chồng cưng muốn chết, nhốt làm gì? Cái ao á, ảnh xuống dưới đó để bồi bùn lên, để đắp cho mấy cái luống cây. Trời ơi, vậy mà chị hiểu lòng không à. Dạ, thôi chị uống nước đi chị. Dạ ơi, đứng lại. Trời ơi, mới là thằng của bên đó. Một năm tôi phải cho má đứng lại ngon nha. Chết rồi, chết rồi, chuyện gì ôi. Trời ơi, anh đi đâu vậy? Tôi nghe nó nghe, chị lại ơi, cho tôi trốn đợi trong nhà chị nha. Không được, nè, nè. Trời ơi, trời ơi. Chị, nhà ơi, nhà ơi, nhà ơi. Chị, chồng
đâu, chồng đâu, chồng đâu, nó trốn đâu em, chồng có đâu, trời đâu biết đâu, nãy giờ ngồi đi uống nước mà mới cái thì nó chạy ra đây mà mới thấy hả? Có, chị nhìn lộn rồi, chồng em. Trời chồng ơi, em mới đi ruộng gì à? Trời ơi, tức quá. Cái gì mà chị tức dữ vậy? Trời ơi, còn gì nữa? Đây nè, hồi nãy có cô bên nhà phải không? Kêu trả đi mua chục trứng cái gì? Dạ. Đi biệt tắm giảng, đợi hoài, học cái về 3-4 tiếng đồng hồ, tức mình tôi mới đi chạy tôi kiếm trả. Trời ơi, ê là đâu có đi mua trứng đâu. Đâu? Không đi mua trứng. Tức quá, đây ngồi, tôi ngồi đừng có kể cho nghe, tức mình lắm. Sao chị? Thằng trả không mua trứng. Chứ đi đâu? Đã về. Bắn bi. Chứ mấy đứa nhỏ. Trời ơi, tôi tức. Tức không thể tưởng tượng. Chị, ảnh ham chơi có chút xíu mà chị làm gì dữ vậy? Chút xíu gì, đâu phải nhiều đó không. Còn nữa, đây nè. Mới đây, tôi bệnh, tôi nấu cơm không được. Tôi nói ông ơi, làm ơn á, ra mua giùm tôi miếng cháo. Trời ơi, nỡ lòng nào đi. Ba ngày sau mới chịu về, cháo đâu không có. Ủa? Bộ tiệm cháo xa lắm hay sao anh đi tới 3 ngày mới về lắm chị? Đâu có đâu, bước ra đây nè, đầu làng mình là có bà ba bán cháo đó. À, bà ba ú á phải không? Chả có mua đâu, chả vừa ra khỏi nhà thấy bạn. Bạn rủ mà đi lên tỉnh chơi. Trời ơi là cháo quăng tô đó, chả không mua cháo cho lên tỉnh 3 ngày sau cho mấy về. Trời ơi, tức quá. Em nhớ rồi, cái vụ đi 3 ngày này là em nhớ nè. Có không? Em làm chứng nha. Sao vậy? Ông ham chơi lắm. Ông đi ông còn mượn tiền em đó mà. Trời, mượn tiền? Dạ. Có cho mượn không? Đâu có đâu cho. Đâu, thấy không muốn gì, bao nhiêu cũng thấy ngu rồi đấy chứ. Trời ơi, lượng mượn tiền, tao cũng lượng người đâu có tiền. Cô nghĩ coi đó, thấy chồng tôi nó ngu, tôi nói cái đầu đó, nó sao đâu hết trời, nó ngu ốc hay sao. Lựa cái con mạc này mượn tiền, cái đâu mà có tiền mà cho mượn, thấy không? Mà thấy nó ngu. Mà thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Dạ. Tức lắm rồi. Ở đây đợi nè. Đi đâu vậy chị Ngọ? Kiếm cho ra chả. Dạ. Lôi đầu về đây nè, bây giờ không quýnh trong nhà nữa. Dạ. Bây giờ đem qua đây nè, quýnh nè. Dạ. Tôi quýnh mà không đẹp quá luôn, không ăn tiền là coi nè, coi tôi xử chồng tôi. Chọc nha. Dạ. Ủa vậy kìa? Tự nhiên hai vậy chồng quánh nhau mà đem qua nhà ông quánh lần sau mà còn dặn điểm trước nữa. Lại qua đây. Dạ. Chị. Lại. Nó nghe nè. Bả như vậy á sao chồng bả chịu nổi vậy? Thì đó. Bởi vì ông chồng chắc cũng chất quốc lắm nè, cho nên mới chịu nổi, đúng không anh? Chị nói cho nghe nè nha, trời ơi, sống như vậy không có tình... Trời ơi, làm gì vậy? Nói thiệt với hai chị. Hai chị á, chị biết là nói xấu tôi thôi à. Nói thiệt á, bây giờ tôi khổ lắm. Chị Lài ơi. Dạ. Chắc đêm nay chị Lài cho tôi ngủ nhờ nhà chị nha. Ủa mẹ ơi, đâu có được. Nhà em có chút chiếu rồi, cái giường vợ chồng với hai đứa con ngủ, anh ngủ đâu? Thì có gì đâu, tôi nằm vô giữa đi, chị coi tôi giống như là con anh chị đi. Thôi, không có được. Không, nè, anh Trắng à. Tôi mới dám về nhà, nó về nhà bà quýnh tôi chết luôn á. Nè, nó nghe là tại sao mà anh ham chơi quá vậy? Ham chơi cái gì? Dạ. Thì anh á, có vợ rồi mà không biết lo, mà cứ ham chơi đi chơi hoài là sao? Trời trời, hai người á thiệt, chị á. Chị biết nói tôi à, chứ không hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu. Hoàn cảnh của anh sao vậy? Thế nè, cậu biết. Nhỏ lớn giờ, tôi có biết kỹ coi gì đâu. Nè, tôi nói thiệt với hai người nha, tôi không hiểu làm sao nữa. Hồi đó đó, ba má tôi còn trẻ, rồi ba má bả cũng còn trẻ. Cái ngồi ăn nhậu với nhau à, cái hứa nhau thệ nhau rằng mai này là nếu mà đẻ bên đẻ con trai, bên đẻ con gái thì là kết tình xui gia với nhau. Đó. Rồi cái đùng cái ba má bả sao đẻ bả trước. Rồi cái ba má tôi cầu nguyện trời Phật sao á, mới 10 năm sau mới lòi ra tôi luôn. Mẹ ơi, vậy là chỉ lớn hơn anh 10 tuổi hả? À, hèn chi. Hồi lúc mà em mới thấy em đó sao giống hai chị em quá vậy? Chứ còn gì nữa? Không, mà giờ em thấy giống mẹ con hơn. Đó, cô nói đúng chính xác nhất á. Cái xong rồi, cái tôi lớn lên, cái ba má tôi nói chứ ba má lỡ hứa là kết tình xui gia với nhà bên kia rồi. Thôi, vậy con chịu khó làm chồng của nó đi. Rồi anh có chịu khó không? Chịu khó gì? Tôi là đứa con có hiếu trong nhà mà. Tôi phải nghe lời ba má tôi thôi. Nhưng mà ba má tôi nói vậy nè. Nó nói là vợ tôi á, là ngọt á, là dễ thương lắm. Biết làm ăn nè, biết nấu nướng nè, biết trông coi nhà cửa nè. Đó, đủ thứ hết á. Chị đảm đang lắm á. Thì đúng rồi, thì tôi nghe vậy tôi cũng đồng ý. Biết sao không? Sao? Hồi nhỏ mình sống với cha mẹ. Dạ. Đó, cha mẹ lo cho mình. Đúng rồi. Thì nay này mình lớn lên mà mình có vợ. Vợ lo cho mình thì cũng được đi.
Trời anh là vợ như là mẹ vậy lo. Thì cãi. Anh phải tự lo cho anh chứ, anh đi chơi hoài là sao? Tự lo cái gì? Thì bà nói là bà sẵn sàng bà lo tôi suốt cuộc đời thì miễn là lo cho tôi chấp nhận làm chồng của bà. Nhưng mà tôi đâu có ngờ đâu. Ngờ gì anh? Trời ơi. Tôi hỏi ra mới biết nha, ngày xưa hả bà quen hả cũng 2-3 người luôn á. Ôi dữ vậy. 2-3 người tình nha. Mà hả người nào mà không giữ ý hả là bà đánh. Trời ơi, người thì gãi răng nha. Trời ơi. Người thì sưng mặt nha. Trời ơi, thằng ơi. Có người bị lòi mắt luôn á. Trời ơi. Vậy? Trời ơi. Nhưng mà anh cũng biết chị hung dữ như vậy rồi, giờ anh còn than gian gì nữa. Than gian gì? Bây giờ tôi mới giận ba má tôi nè. Sao? Trời ơi, ba má tôi á, kêu tôi lấy bà. Tên bà đâu có ngờ đâu. Tên là gì? Đường thị mật ngọt. Trời ơi, mật ngọt mới chết rồi đó. Đó. Bây giờ hả, tôi là con ruồi mà nằm trong tay bả. Bả muốn đập lúc nào bả đập. Bả nói là bẹp 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 thôi, tôi chèm nhẹp luôn á. Em thấy chuyện gì là lỗi tại anh phận. Tôi sao? Anh là chồng mà hả, không có giống chồng gì trơn à, như nít vậy á. Thì đúng rồi, tôi nhỏ bả 10 tuổi mà. Biết mà anh là chồng phải làm sao cho bả sợ anh. Ôi sợ gì, bả cứ thương tôi đâu mà tôi phải làm cho bả sợ tôi. Nè, bây giờ tôi có cái cách này nè. Anh nghe lời tôi đi, đảm bảo là chị sẽ sợ anh liền. Sợ tôi hả? Tôi nói anh nghe. Nhưng mà tôi đâu có cần. Bà thương tôi mới chịu chứ tôi sợ. Thì sợ mới thương mới nghe lời anh. Bà không có còn ăn hiếp anh nữa, anh hiểu không? Đúng nghe rồi đó. Có nghĩa là làm cách của chị là mới lòi ra cái thương của bà. Ừ. Mà nếu bà thương tôi mới sợ bà. Dạ, đúng rồi, nếu bà thương tôi thì tôi mới sợ bà. Chứ còn bà ghét tôi cũng sợ bà. Bây giờ bà chịu nghe cái cách của tôi không? Sao. Nói nghe. Không. Như vậy là tôi làm theo ý của chị. Nhưng mà chắc chắn là bà thương tôi. Nhanh đi. Nhanh đi. Nhanh đi. Mỗi lần mà tôi có chuyện tôi cần tôi trả là y như rằng mất. Tức quá, trụ đi nữa, tức quá. Đi nữa rồi. Mất tiêu rồi. Đá gà. Cà nhiều. Đá dế. Mà bây giờ không biết là đá nó chỗ nào. Tôi nói cho chị nghe nè. Ảnh ở nhà chị chửi hoài nên ảnh mới đi. Trời đất ơi, không chọc tôi sao tôi chửi? Chị không chửi làm sao ảnh đi? Mệt quá bây giờ không nói nhiều nữa. Thằng chồng mình là không giải được rồi. Trời ơi tức. Chị đang ghen đúng không? Chị ghen là chị còn thương ảnh đó. Chưa nói sao biết. Chưa gì hết tại sao biết tôi ghen hả? Cái điều là có tình ý với chồng tôi phải không? Trời ơi. Không phải, tao chưa nói gì hết mà. Tao mới chửi chồng tao thôi, cái tự nhiên hỏi là tao ghen không? Tức là rõ ràng cô có tình ý với chồng phải không? Phải không? Tại nãy em kể chị nghe chị biết. Mà kể gì vậy? Trời ơi, tôi tức quá. Em nói cho chị nghe nè. Bây giờ không nói nữa. Bây giờ nó đâu ra đây. Ra đây tôi xử tội nha. Ôi chị ơi, trời, con người đàn ông người ta có sức giới hạn. Giới hạn cái gì? Thằng chả không có giới hạn. Thằng chả không biết buồn. Không biết buồn. Lúc nào cũng vẫn tung tăng. Lúc nào cũng vẫn chạy nhảy như một đứa con nít nhãn thôi là nhãn. Chị làm quá có chuyện ảnh buồn chứ. Bấm tấn là cái gì? Anh tâm thôi chị. Trời ơi. Anh ra để anh tâm sự với em nè. Anh nói là Lài ơi, anh buồn quá Lài ơi. Đúng rồi. Anh không muốn sống nữa. Vợ anh nói tự nhiên tệ bạc quá. Trời ơi. Anh muốn chết. Tôi cầu mong, thằng chả biết tự ái. Thằng chả biết tự ái đi. Thấy vợ chửi, vợ đánh vậy là nhục đi. Thằng chả tự giận, chả chết đi. Tôi sẽ tôn thờ hình ảnh thằng chả suốt cả cuộc đời tôi. Thôi đi. Bà quá đáng nha. Hồi nãy giờ bà tưởng tôi không nghe hết tất cả mọi chuyện hả? Tôi là chồng của bà. Bà phải thương yêu tôi chứ. Đằng này bà chửi bới tôi như là một đứa con là sao? Thấy không? Tôi là người nhục nhã nè. Biết nhục hả? Thấy không? Mấy người giấu chồng tôi đây phải không? Bây giờ không nói nhiều. Không phải giấu mà tôi trốn nhà sau giường. Bây giờ nín. Bây giờ không nói nhiều nữa. Công chuyện ở nhà còn đang đi đây. Ông cứ về ông phụ tôi. Giặt đồ, lau nhà, rửa chén. Đây. Không. Bây giờ tôi đòi lại cái quyền danh dự của tôi. Gì? Tôi cho bà biết. Bà không thương tôi. Ha? Bà chửi tôi như là con của bà. Tôi sẽ chết cho bà vừa lòng. Nhìn đây, nhìn đây, tôi chết đây. Trời ơi, anh nhắn.
quá, đã chết rồi sao người ta đi được mà. Giang ra, hai người giang ra, giang ra. Trời ơi, mình ơi, bữa nay mình diễn tuồng đó hả mình? Trời ơi, mình diễn tuồng hay quá mình ơi, em dắt mình nghe. Đi vô gánh hát nghe, cho mình vô mình diễn rồi mình lấy tiền mình nuôi em nha. Làm gì ơi? Cái gì? Máu đâu? Máu biển. Trời, hồi nãy máu đập đầu cái tự nhiên cái đầu không chảy máu mà miệng chảy máu là sao? Trắng lưỡi. Đúng rồi chị, cái này là đập đầu bị nội thương trào máu ra đó. Chị ơi, trời ạ, sao bị lạnh đất à? Chị ơi, chị ơi, chị ơi, lạnh đất à? Trời ơi, Nhân ơi, Nhân chết rồi, sao Nhân ơi? Nhân ơi, trời ơi, ông chết rồi, cái lô tôi biết nhốt ai ở trong trời ơi, Nhân ơi, giờ này còn nhốt trong lô nữa. Nhân ơi, trời ơi, tôi đâu có buồn chửi ông. Ông biết là tôi thương ông không? Tôi muốn ông là người chồng tốt mà. Tôi muốn ông ráng ông lo ông học hành. Tôi biết là tôi lớn tuổi hơn ông, tôi lấy chồng nhỏ tuổi. Thì tôi muốn ông dạy dỗ cho ông nên người. Ông đi học đi, tôi kêu hoài ông phải soi sinh lưu sử. Đâu có cần làm chức gì lớn đâu, chỉ cần thi bản nhãn hay trạng nguyên cho tôi là được rồi. Trời ơi, vậy mà ông không học, ngày tôi ông đi đá gà, ông đi đá chiếu, ông đi thả diều. Nhân ơi, Nhân ơi, dạ. Chết rồi Nhân ơi. Ông bỏ tôi, ông bỏ tôi vậy, tôi biết sống với ai. Chị ơi, dù sao cũng là tình chồng vợ. Nhân ơi, thôi đợi trời ơi, chết rồi, chị Ngọt, chị ơi, chị ơi, sao chị nông nổi quá chả ơi, không có giỡn nữa. Thôi chị Ngọt sao này, thẳng thôi, chạy coi, chạy chết rồi kìa. Coi chị Ngọt sao kìa. Trời ơi, tôi chết mà còn kêu gì nữa, tôi chết. Trời ơi, không được. Trời ơi, anh là chết giả, còn chị là chết thiệt kìa. Chị đập đầu vô vách tường này nè. Phải không? Thiệt. Chị chết rồi, con chị. Chết cha. Anh ơi, con sao cái đầu chị mềm xẹo à? Chị làm bà đập đầu thì vô bạn nào. Bây giờ là bà đòi chết theo tôi hả? Đúng rồi. Bây giờ là bà thương tôi, bà yêu tôi quá. Đúng. Nếu tôi chết là bà chết theo hả? Trời ơi, bà thương quá, bà đã làm chồng gì hết á. Bà ơi, bà sống với tôi đi bà, tôi biết bà thương tôi vậy. Tôi không bao giờ làm khổ bà đâu bà. Tôi muốn làm cho bà vui bà. Ê, chị ơi, bà chết giống nằm ngủ quá vậy ta. Anh ơi, cái này là tuấn chết mà lên thiên đàng á, cho nên mới vậy. Ủa, chứ lên thiên đàng kiểu này hả? Tại vì anh đó làm chồng không lo làm chồng, chị suốt ngày chị bị lo lắng cực khổ chăm sóc anh cho nên chị mới chết đó. Ôi Ngọt ơi, Ngọt sống vậy đi Ngọt ơi, tôi chấp nhận làm rùi cho Ngọt mà Ngọt ơi. Tôi không bao giờ muốn làm cho Ngọt buồn đâu Ngọt, Ngọt ơi. Ủa, sao chết mà còn nói làm sao vậy? Ai nói? Ủa Ngọt? Ai nói chị chết? Ủa bà còn sống hả Ngọt? Ông chưa chết làm sao tôi chết được? Trời ơi, mừng quá. Ôi giời, qua cái vụ này tôi mới hiểu là bà thương tôi. Tôi định giả chết với bà, ai ngờ bà cũng muốn chết thiệt với tôi. Sao tôi giận ông đó? Ông không có biết thương vợ gì hết trơn à. Ngày tối cứ lo đi chơi hoài, lớn rồi đó. Học hành đây, xôi kinh nấu sử đây. Anh hứa đây. Ừ. Anh phải hứa với chị nghe. Ừ. Hồi nãy nói là hai đứa tôi giúp anh, xong rồi anh hứa cái gì đó anh nhớ không? Thì tôi hứa, thì bây tôi đâu có ngờ là vợ tôi thương tôi vậy. Mà tôi biết vợ tôi thương tôi vậy là tôi sẽ đàng hoàng. Ừ. Đó, tôi không bao giờ mà bỏ bê để vợ tôi la rầy tôi nữa. Dạ, ông hứa đi. Dạ, hứa nha. Bây giờ tôi hứa nè. Đó, tôi á sẽ lo làm ăn nè, học hành đàng hoàng nè, để cho vợ tôi á thấy tôi là một người chồng tốt. Yeah.